Rồi vô, 1 phút 15 giây. Vô, móng máy chuẩn bị này, vô. Rồi chắc là loan vô luôn. Vô anh Tùng ơi. Giờ này đông thằng đi em ạ, không sợ đâu. Không, vẫn có chỗ cho chắc anh ơi. Rồi vô. Rồi, xong, ok đấy, xong. Rồi, ok, hợp lý. Chiến tiếp. Rồi, cố lên. Tiếp tục đội thứ hai nha Nam. Cố gắng bắt cái tem thiên đế chỉ đại với cái gì đó mà vẫn chưa thấy, thì cố gắng tầm này còn mới á. Mình có đi không nửa khoảng tầm 2-4 trận đó, ngang đó anh Tùng, lúc đó dễ gặp lắm. Nó càng néo mình càng phải đi. Đến lúc mà nó còn 20 trận nữa cơ. Đúng rồi, mình phải giờ đi nửa nó thì cơ hội gặp nó khá là cao. Nên là lúc đó mình sẽ tính đến vấn đề là nó vào thì mình vào, còn nó không vào mình không vào. Đó, chơi kiểu đó luôn. Mình đánh đến 26 trận bằng đó. Đúng rồi, canh, đúng là canh đó. Là hợp lý, là muốn diệt được nó thôi nè. Rồi, tiếp tục đội thứ hai. Được, đội thứ hai em mới ăn lên hạng 18 thì ít đâu. Lên 2 cấp luôn, ít đâu, 2 cấp rưỡi luôn. 2 cấp rưỡi. Rồi, 5 giây, vô. À đây. À, thứ 5C. Mình đánh là hàng chớ gốc 6 giờ và 3 giờ thôi nha. Đội năm đọc phi trần sở hiện văn đăng. Rồi, xử. Ok. Góc đó là phi trần đánh sẽ hay, cứ 6 giờ 3 giờ là hợp lý. Sao anh ơi? Em phải kích thằng chém mày nè ra, nó đang trưởng lão. Anh đợi em xíu. Rồi, chuẩn bị vô. Rồi, bắt đầu, 5 giây. Gặp ai đây? Đội này đánh nhầm tí. Ơ, còn 1 phút nữa hả? Tưởng cho 1 phút đợt. Một phút nữa. Anh Tùng kéo bạn đường môn ấy, cho con chống băng ngáo nghe mùi của em lên trường lão, em cho anh em vô băng anh Tùng ơi. Ok. Chống băng ngáo cấp 113. Cấp 113. Cặp team bè hào đúng không ấy? Bè hào bữa đi chưa xong cặp team mình không biết rồi. Bè hào bữa đi chưa xong cặp team mình. Ồ, đã... Novite đã thu quân nè. Rồi, ok rồi. Được rồi anh ơi. Rồi. Chuẩn bị đánh nè. 5 giây là Tùng quạt chính nè. Quạt đường Nga My nè. Nghe thầy Quý ơi. Rồng lộn. Ok. Ô, giận luôn. Á, à, ngoài trời ơi, bún hay là gái ăn uống rồi à. 70 giây. Chưa đầy đâu, 5 giây. Đã bỏ lên cái liền không? Rồi, cái này nó mạnh như tình mạnh lắm á. Vô nè, 1 phút 10 giây, vô. Vô anh em. Có từ đâu bún không có khán hỏa mình không? Thì, à hồi không mà khán hỏa vô gặp nó cũng rồi. Nó học cái ngõ vô xè rồng, bê độc rồng rồi, đánh máu, bê độc rồng đánh máu, chịu mận. Là phải đeo bàn xét kèo tí thôi, chim ra nhắc tiền nó không? Thế kìa, buồn á. Đeo bài gửi cho bê. Rồi, 40 giây. Đi chơi bài nữa, buồn hả? Còn 30 giây, ủa anh em Văn Bình Hoa đang đấu anh em, vô đi đang đấu vui anh em. Nhật ký bang. Tính này mình không anh em đồ solo rồi. Anh Tùng lo nói chuyện rồi, phản đam là Tùng về núi liền. Ơn liền. Dí đập. Dí đập. 5.000 màu bơm. Mà thế nào mà nó auto mà nó phản đam mà nó chết. Cái đỏ mẹ đam mình rất là to. Đúng rồi. Đẹp ta lắm ha. Rồi vô. Bơm nhiều máu không anh? Bơm nhiều máu không? Cái bang nhung chiếu. Rồi xong. Để một anh. Hai, quýnh nhanh đi. Kênh Tùng chọc đi một. Có thời gian. Một. Không có một. Đánh nhanh càng nhanh càng hay. Càng hay chứ 1-1. Đúng rồi. Rồi, trận cuối cùng.
Sáng nay ao game ra bên kia nhanh Tùng ơi. Ok. Anh ấy đánh liền đúng không? Ừ, anh ấy cứ cho anh em vô bang rồi cứ đợi đặt tên nhân vật cho em là em sẽ cấp số từ anh nha. Khỏi lo đi, khỏi lo. Rồi, ok. Một phút. Bây giờ mà Sam thu hết rồi, có lương mà qua của đại huynh cứ x10 đây là được. X9 là không chịu đó nghe. Ủa, để đại huynh nói chuyện không? Ừ. Em đi mic lên á dùng cái tính, còn lỡ đi ra ngoài rồi thì dùng điện thoại mở nhiều tên nghiêm kêu rồi nó chuyện toàn với hình như rồi để vô 5 giây bắt đầu à đây rồi đội ba nha. Đồ đội này khỏe nha, đội này khỏe nha. Tư nhẫn công đoàn phía nha. Rồi. Nhỏ máu này, cái này rồi nè, quốc này. Rồi. Quốc nè. Chả làm con bé trước nhăn. Rồi dân. Rồi hai đứa dân đó luôn. Xây hai cái. Rồi ok. Hết rồi. Hôm nay anh để luôn đây thôi, tôi đây. Ở đời đó luôn, tôi đánh anh ơi, giờ qua bên đấu trường anh đây. Rồi ok, 60 giây. Ok. Rồi anh em qua đấu trường đợi chút. Rồi anh em ơi, hiện tại thì sau khi trận đấu cái tên thứ hai đánh thì hiện tại thì đang cố gắng bắt cái đội VIP kia nhưng mà chưa bắt được anh em ơi. Nên là sẽ cố gắng như này. Rồi anh em nhìn sơ qua top. Rồi tem chính thì top 1 này. Thua 1. Hiện tại đang đánh tem 2 như này. Thua 4. Rồi là tư tên tem thua 4. Sao? Đó, lại cơ hội vẫn có như này. Rồi ok. Bây giờ thì cho anh em sell hết luôn rồi. Tổng đang top 6, top 7 luôn rồi. Đó anh em đang muốn bắn là đang muốn bắt đó là top 7 này. Cái đội của đường môn Thiên Đế Chỉ Đại này mà chưa gặp được anh em ơi. Hôm trước thua đội này một trận thực sự là bị lỗi đó, bất năng động là lỗi quá. Giờ cố gắng gặp là đội này mà chưa gặp được này. Rồi, đâu cố gắng thôi. Giờ là liên đấu ship random mà biết đâu được. Đúng không? Nên là cứ cố gắng bắt được người nào hay người đó. Rồi ok. Bây giờ thì chúng ta Khải và anh em cùng ộp và tiến hoạt động anh em ơi. Tối nay thì khả năng xong việc sát thủ với anh Tùng nữa đây, biết như thế nào đây. Hiện tại mới lập bang mới nha anh em. Lập bang mới nha mọi người. Rồi